chiều 2 tháng 11, người dân phát hiện thi thể phụ nữ nổi trên đại dương Yên Hoa, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội nên báo cơ quan chức năng. Nhận thông tin, chính quyền sở tại nhanh đến hiện trường xác minh làm rõ ràng vụ việc. Trước đó, một vài người dân thấy thi thể nổi lập lờ, họ tranh cãi rằng đây là mannequin. Tuy nhiên khi quan sát kỹ lại nhận ra đó là thi thể người, phần đầu có mái tóc dài. Một nhân chứng khác thì nói, sáng cùng ngày họ trông thấy một phụ nữ có biểu lộ lạ, đi lại quanh quẩn trên bờ đại dương, gần khu vực phát hiện thi thể. Lãnh đạo công an phường Yên Phụ cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an quận Tây Hồ điều tra, xác minh danh tính nạn nhân.